Em và anh đã qua tờ giờ hai lần, và lần gần đây là cách đây 2 ngày. Thì hôm nay anh hỏi em trước, anh đã có ai làm chuyện đó với em chưa? Anh hỏi em trước, anh đã có ai làm chuyện đó với em chưa? Đi tới đây nha, hình như nên ngưng mối quan hệ đó. Anh ta phán xét em, anh ta tuột cảm giác với em, anh ta coi em không có giá trị. Ok không? Em chưa hiểu ý anh hỏi là như vậy là thế nào? Tức là hỏi em đã quan hệ tình dục với người khác chưa, và anh ta không tin em kiểu vậy đó, anh ta không có tình cảm với em, và anh ta thể hiện sự thiếu tôn trọng đó bằng cách hỏi rất là rõ ra. Có nghĩa là sao mà anh rất muốn biết, có nghĩa là sao với em cái việc đó là quan trọng với anh ta. Điều đó xác nhận là cái cảm giác của anh ta dành cho em ở cái thời điểm sau khi quan hệ là rất kém. Em chưa hiểu ý anh ta hỏi vậy là thế nào, như anh vừa nói em. Tất nhiên là mất trinh lâu rồi. Tất nhiên, trời ơi em dùng chữ mất từ tất nhiên em mắc cười quá. Em mất trinh thì em mất trinh, chứ còn tất nhiên là sao, anh không hiểu chữ tất nhiên. Mà giờ anh hỏi vậy em không biết trả lời sao nữa anh Tuấn. Em không trả lời sao là vì phiên bản của em chưa có phải là một phiên bản có giá trị, cho nên em không biết trả lời. Mối quan hệ đó hư rồi và phiên bản của em chưa sẵn sàng để được hạnh phúc. Em cần thay đổi nhiều. Hay không biết bao giờ các bạn mới nhận ra được là các bạn cần thay đổi. Thú thật đó nha. Tất cả các câu hỏi các bạn đều thấy anh phải thốt ra là thay đổi, thay đổi. Các bạn luôn đi tìm một cái gì đó ở ngoài, là giống như là cái cuộc sống, cái xã hội này và những con người đó phải phải được làm riêng cho tôi, phải được nắn chỉnh khớp đúng chính xác vào cái cách tôi muốn. Thứ nhất á, là không có bất cứ ai mà có trách nhiệm, mà cuộc đời này có trách nhiệm làm điều đó cho mình cả, không có cái đó. Thứ hai nè, nếu mà có cái cách đó thì tại sao mình không là cái thứ ở bên kia, là mình là người mà bị nắn lại khớp cho một người nào khác. Cho nên khi mà mình quay ngược cái bàn lại, khi mà mình đặt cái câu hỏi, cái mong muốn đó là tại sao người ta không đúng ý tôi, bây giờ mình quay ngược cái bàn lại đi, thì mình đặt câu hỏi đó cho mình, tại sao mình không đúng ý người ta, thì các bạn sẽ thấy nè, ngu gì và làm sao được, sao đúng ý mấy người được. Thì nó cũng chính là cái câu trả lời mình tự trả lời cho mình, là nó không thể tồn tại cái cách đó được. Nếu vậy nè, nếu không hạnh phúc thì điều đó nó có nghĩa là sao, người ta không theo được ý mình thì chỉ có một cách thôi, là mình thay đổi. Và cái đó nó từ sách, từ cổ chí kim, từ đông chí tây, từ tức là từ châu Âu qua châu Á, đông Á, nam Á, bắc Á, rồi từ châu Phi, rồi từ Ai Cập cổ đại cho tới thời cận đại, cho tới thời hiện đại. Người ta chỉ có một cái một thôi, nhưng mà cái câu này phải công nhận nó hay, là cái sự thay đổi đó khó. Và cái tức là lỗi người ta như cây kim trong túi thì mình nhìn ra. Em bà biết cái cây kim mà nó để trong túi, tức là nó rất nhỏ mà nằm trong túi, mình nhìn ra, tức là mình thấy người ta xấu, người ta sai. Nhưng mà cái lỗi của mình thì như cái cây gai trong mắt mình, tức là nằm ngay mắt mình, ngay cái chỗ để nhìn thì mình không thấy. Và ngày xưa có các cụ nói câu đó, là ý là gì biết không? Sự thay đổi là khó và nhìn được về mình là khó. Mà tới ngày hôm nay anh luôn thừa nhận điều đó. Và tới ngày hôm nay anh vẫn hiểu điều đó. Và anh vẫn phải thừa nhận và nói các bạn là anh mỗi ngày anh vẫn đang thay đổi, và anh biết cái sự cái khó của sự thay đổi. Và cái thay đổi đó bây giờ các diễn giả hay những người tư duy thành công hay là sách, tất cả các sách bạn viết đều đi theo hướng bạn phải thay đổi. Đặc biệt những sách về sự phát triển con người, tình cảm, tài chánh, rồi phiên bản, rồi tất cả mọi thứ, sự nghiệp, tất cả phẩm chất này nó đều là thay đổi. Họ có gào thét, họ có đam mê, họ cứ nói hay viết sách, thì câu trả lời nè, vẫn đại đa số không thay đổi. Vì sao? Nó là quy luật đó. Quy luật gì? Quy luật là người thành công sẽ vẫn ít hơn rất nhiều so với người không thành công. Và chữ thành công nó không có cái nghĩa tiền bạc. Thành công nó có nghĩa là như thế này, đi theo hướng để tốt đẹp. Tức là cái mức độ tốt đẹp cao, số người sẽ không nhiều. Tại sao? Vì đó là quy luật. Chính vì vậy cho nên anh nói với các bạn phải thay đổi. Anh rất là passionate khi anh nói câu đó. Có nghĩa là anh nói với một cái cảm xúc là anh rất muốn và rất khuyến khích các bạn thay đổi. Nhưng mà cùng một lúc nè, anh cũng chấp nhận nếu các bạn không thay đổi. Thậm chí nếu các bạn phán xét anh cũng chấp nhận luôn. Nó không kêu tôi thay đổi gì, thay đổi làm gì. Giả sử anh cũng chấp nhận được luôn. Nhưng mà anh rất passionate, tức là rất có cái đam mê và cái cảm hứng trong cái việc khuyến khích các bạn thay đổi. Tại vì anh là người thay đổi. Trong cộng đồng anh thấy nhiều thay đổi, anh thấy kết quả của những bạn thay đổi.
anh cũng thấy kết quả những của bạn không thay đổi, tức là hậu quả đó, và anh thấy rõ được điều đó, cho nên anh có cái passion đó, cái sự đam mê, cái khao khát và cái cảm hứng đó, để mình chia sẻ cho các bạn. Tuy nhiên anh muốn rút lại cái buổi livestream ngày hôm nay, nếu các bạn không thay đổi, các bạn không có gì cho nó sẽ cứ như vậy. Và thường á, sự lành lặn của một con người nó không tự nhiên mà đến, và hạnh phúc của một con người nó cũng không tự nhiên mà có, nó phải đến từ sự xây dựng. Và xây dựng đó là gì? Là sự thay đổi đó. Từ không xây dựng thành làm những hành động có tính xây dựng, nó là cả một cái phiên bản cần thay đổi. Thì chúng ta nói về tình cảm thì là cả một cái phiên bản về tình cảm, trong chương trình đồng hồ cát là cả một cái phiên bản về cái giảm cân của mình. Thì bạn thấy cái sự thay đổi đó nó rõ ràng. Và hiển nhiên số người được cái kết quả thật là cao không có nhiều, một số có thể được vừa vừa, còn đa số là nó lòng vòng như cũ. Lý do là sao? Là vì từng người quyết định cái sự thay đổi cho bản thân. Rồi đó là cái mà anh muốn rút lại cho một số bạn, những bạn nào mà muốn thay đổi, thì hy vọng là cái câu vừa rồi nó giúp cho, cái ý vừa rồi nó giúp cho các bạn bật ra được hơn. Anh ơi, giờ em không thể có cảm giác yêu với bất cứ người nào, đôi khi còn khinh trong lòng, là do em bị tổn thương hay em đang có tư tưởng tốt? Trời ơi, trời, đặt câu hỏi đó còn hỏi thêm là đây là phải tư tưởng tốt. Trời ơi, An Nhiên ơi, cái tên nổi tiếng trên Facebook. Trời ơi, tôi thấy An Nhiên, bà nào mà đặt tên An Nhiên thấy toàn căng đét không vậy? Mốc chuyển chữ An Nhiên thành căng đét giùm cái đi. Trời ơi, giờ em không thể có cảm giác yêu với bất cứ người nào, bất kỳ người nào. Em đọc câu đó xong em thấy có ổn không? Vậy hạnh phúc làm sao? Đương nhiên không phải là phải yêu mới hạnh phúc. Nhưng mà một con người nha, mà nói cái câu đó thì em thấy nè, hình như nó không phải là cái chuyện là mình có yêu người ta hay không, người ta xứng đáng hay không, mà hình như là mình không ổn. Rồi mở ngoặc là đôi khi còn khinh trong lòng. Em ơi, bây giờ mình không yêu người ta, tại sao lại phải khinh người ta chứ? Khinh nó là cái sự tổn thương trong em á. Khinh nó là một cái cảm giác mà nó làm hư cơ thể em, nó hư cái cuộc sống của em. Và cái dấu hiệu là em đang có cái đó, nó có nghĩa là em đã và đang trong cái giai đoạn bị tổn thương. Rồi tiếp tục là do em bị tổn thương, hay chính xác em đã bị tổn thương. Em đang có tư tưởng tốt vậy anh? Thú thật anh nhìn không thấy cái gì tư tưởng tốt ở trong cái phần em đưa đó, chứ không có cái gì tốt đẹp ở đó cho em nhé. Thay đổi đi em, đặt câu hỏi căng quá. Chúng em quen nhau 5-4 tháng đầu anh cầu hôn, mất mặt quá. Và tháng 6 em đồng ý. À, 4 tháng anh cầu hôn, tức là sau 4 tháng mà đã quen 5 rồi, nhưng 4 tháng anh ta cầu hôn. Và tháng 6 em đồng ý, tháng 7 chúng em hòa tờ giờ. Tức là năm ngoái chúng em đang chuẩn bị cưới vào cuối tháng 4 2023. Nhưng nay chúng em có mâu thuẫn, em khóc anh không dỗ dành mà im lặng. Em ơi, nó có nghĩa là cái lúc em quan hệ tình dục á, là mối quan hệ bắt đầu nó tụt, cảm giác nó hư á. Tại em nói tháng 6 tháng 7 có nghĩa là nửa năm trước. Phụ trội, đâu, 9 tháng trước là 8-9 tháng trước, lâu. Có nghĩa là mối quan hệ bắt đầu nó hư từ cái thời quan hệ tình dục. Cái khả năng rất cao đó là cái mốc. Thì cái hành xử đó là hành xử sai rồi đó. Có mâu thuẫn, em khóc anh không dỗ dành, cảm giác tụt rồi em. Mà im lặng, em nghĩ anh đang tụt cảm giác. Không phải đang, mà đã tụt từ hồi tháng 4 và đang tụt tới bây giờ luôn. Nói để em hiểu được cái tầm quan trọng. Bây giờ em nên ngưng quan hệ tình dục và tập trung vào mình, phải không ạ? Đúng. Tập trung vào mình có nghĩa là thay đổi mình á. Nhiều người nó tập trung vào mình tức là ngồi không. Nó tập trung vào mình là thay đổi mình, làm cho mình lành lại, làm cho mình thành cái phiên bản có sức hút, làm cho mình không bị phụ thuộc vào mối quan hệ. Tại khi em quan hệ tình dục là em bắt đầu bị phụ thuộc. Còn tháng rưỡi nữa em cưới nhau. Bây giờ anh ấy vẫn bình thường như trước và luôn đòi quan hệ tình dục, nhưng em không cho, anh vẫn tươi cười thường. Anh nói cho em này là em sẽ khó nhận nè. Và cái này là cái ca mà trong tư vấn đoạn hôn nhân á, nó lòi ra nhiều. Anh chỉ đưa ra cái hướng thôi. Em làm nổi hay không, nó là cái do cái sức của em, cái sự thăng bằng của em. Cái mối quan hệ này rất không nên tới hôn nhân. Đón nhận hay không nổi không là do em. Rồi sau này em sẽ thấy, nếu em đi tới hôn nhân sau này em sẽ thấy. Mối quan hệ này không nên tới hôn nhân, nó hư rồi. Tiếp tục nha. Nếu bạn coi cái video này tới đây mà thấy có giá trị á, thì bạn nhớ bấm vào cái nút đăng ký kênh. Còn ở tiếng Anh đó là chữ subscribe. Sau đó nó hiện ra cái chuông, bấm vô cái chuông luôn. Mỗi lần có video mới bạn sẽ được báo. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nữa. Bye bye.